Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thử thách khi đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng nhờ sự chủ động, chung sức chung lòng của ban lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc công đoàn khối, tổ chức công đoàn nên đã kịp thời khắc phục khó khăn, ổn định việc làm và đảm bảo thu nhập cho hơn 9.000 người lao động tại 15 công đoàn cơ sở trực thuộc. Vai trò cầu nối của tổ chức công đoàn được phát huy tốt, được người lao động tin tưởng và tạo được uy tín với người sử dụng lao động. Thời gian tới, công đoàn khối doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chăm lo cho 104 công đoàn viên khó khăn, thành lập đoàn thăm hỏi và tặng quà cho công nhân trực tiếp tại 41 điểm làm việc trong các doanh nghiệp và tặng quà Tết cho người lao động khuyết tật tại công ty 27 tháng 7 với tổng số tiền là hơn 200 triệu đồng.